Mến chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2021 nha cô chú anh chị. Con có lô hạt nha. Một lô hạt này 7 cây. Lô này là con bán giá từng cây nha. Con đi đơn từ 100 ngàn trở lên nha. Vườn con thì ship xe Tô Châu, xe Phương Trang với ship nhổ cây Viettel nha cô chú anh chị. Xe Phương Trang với nhổ cây Viettel á, thì cân ký tính ship nha. Còn Tô Châu thì tính kiện nha. Cô chú anh chị mà chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ vườn với nha. Vườn con thì có xứ ghép, xứ hạt lai tạo, xứ nguyên liệu nha. Nó sẽ giới thiệu từng cây cho chú anh chị mình xem nha. Cây thứ nhất là cây hoa nền vàng có sọc hồng. Cây này chỉ hai lớp thôi, nếu mà nó ba lớp là cái phơm hoa của nó giống như hoa an lạc vậy đó, rất là đẹp luôn. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị là 120 nha. Ở ngoài á, nhìn vàng hơn, trong khi con quay cái điện thoại con quay á, nó hơi sáng á, nhìn cái màu vàng nó không có bằng. Cuốn hoa cũng được nha, hoa ngang nha, chùm nụ của nó nè. Cây này thì một cốt nha cô chú anh chị, một cốt lên đây phân hai nhánh nha. Cây này tầm hơn một gang tay, tầm 30 cm á. Cây số 1 120 nha, hoa hai lớp nền vàng sọc hồng nha. Còn cây số 2, cây số 2 là hoa cũng hai lớp, hoa vàng nha. Vàng này vàng chanh nha chú anh chị. Cây này con giao lưu cũng 120 luôn nha. Chùm nụ của nó nè. Cây này thì phân 3 nhánh nha. Cây này tầm 2 gang tay, tầm 40 cm. Hoa của nó đây. Cây số 3 nha. Cây số 3 là cây 5 cánh. Cái chỗ này nó bị sâu ăn nha cô chú anh chị. Cây này con giao lưu chỉ 30 ngàn thôi nha. Mặt hoa rất là dễ thương, 5 cánh sọc sọc hồng. Nhìn nó giống như Đài Loan 4 á. Cây này tầm 30 cm nha. Cây này một cốt. Cây này cây thứ tư. Cây thứ tư là hoa màu đỏ hai lớp rưỡi nha cô chú anh chị. Cái lớp ở ngoài nó nè, cái cánh của nó nè, nhìn nó giống như tấn hỷ vậy đó. Cây này hai lớp rưỡi. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị chỉ 90 ngàn thôi nha. Cây này tầm hai gang tay. Cây này phân hai nhánh, hoa màu đỏ hai lớp rưỡi. Cây thứ năm. Cây thứ năm là một cây hoa màu hồng có sọc hồng hai lớp. Cây này con giao lưu chỉ 70 ngàn thôi nha. Cây này có cái sẹo chỗ này nhưng mà nó lành rồi nha cô chú anh chị. Cây này phân nhánh rất là đẹp luôn. Hai nhánh dưới, ba nhánh trên, năm nhánh. Cây này màu rất là đã luôn. Cây thứ sáu nha, cây thứ sáu bông nó tốt ở trên đây nè. Cây này mấy lớp ta? Cây này hoa ba lớp, sọc gân. Cây này chỉ 100 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Ba lớp sọc gân nè. Cái phơm hoa đầu tiên nó chưa có chuẩn không? Chùm nụ của nó nè. Cây này cao à, cây này tầm ba gang tay á. Cây này phân 5 nhánh, một nhánh giữa với 4 nhánh xung quanh. Cây này tầm 3 gang tay, tầm 60 cm. Cây cuối cùng màu cực kỳ dễ thương luôn. Là một cây 5 cánh, ở trong màu vàng, ở ngoài màu trắng, có sọc màu hồng.
cái họng màu đỏ, cho nên nhiều màu lắm luôn nè. Cây này giá giao lưu chỉ 30.000 nha cây kia nha chú anh chị. Cây này phân nhánh rất là đẹp nè, cây này mình nuôi lớn rất là đẹp luôn á. Những cây này là rễ nó hầu như là tới lá chậu hết luôn á. Cái này con bán giá từ cây nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm cây nào thì alo số điện thoại của con nha. Con đi đơn từ 100.000 trở lên. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con nha.